Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Cùng với tuổi trẻ cả nước, những năm qua, tuổi trẻ Thanh Hóa đã mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp, ý tưởng, tạo ra những mô hình khởi nghiệp hiệu quả. Những hiệu quả khả quan thu được từ phong trào đã giúp cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên có cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và góp phần xây dựng quê hương. Họ thật sự đã góp phần làm nên những mùa xuân của đất nước. Với mục tiêu nêu cao tinh thần tiên phong hành động, tận dụng sức trẻ, sự sáng tạo, làm động lực lan tỏa phong trào khởi nghiệp, góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Trải qua 5 lần tổ chức, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã thật sự trở thành một sân chơi, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, góp phần vào xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Tham gia cái cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp thì em đã học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm và cũng được các thầy cô và ban giám khảo đã chỉ dẫn góp ý em rất nhiều để em hoàn thiện cái đề án tốt hơn. Và em cũng hy vọng rằng là sang năm bên tỉnh đoàn sẽ tổ chức nhiều cái cuộc thi như này hơn để có thể là giúp các bạn đoàn viên thanh niên là khơi nguồn sáng tạo để các bạn ấy có thể tạo ra được những cái bứt phá về cái ý tưởng của mình. Điều mà cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa mang lại nhiều nhất cho các bạn trẻ chính là cơ hội được gặp gỡ, trao đổi với các doanh nhân, các chuyên gia kinh tế, lắng nghe những đóng góp để nhìn nhận ra điểm mạnh, điểm yếu trong đề án của mình. Cuộc thi cũng là sân chơi bổ ích để các đoàn viên thanh niên giao lưu, chia sẻ ý tưởng, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng quý giá, tự tin sáng tạo trong quá trình lập thân lập nghiệp, đồng thời kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong tỉnh, phát hiện những ý tưởng, dự án khả thi phù hợp, có áp dụng khoa học công nghệ trong dự án để giới thiệu cho các nhà đầu tư. Vượt qua hơn 400 ý tưởng tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ tư năm 2019, dự án Thiên Phú Smart Air Farm, nông trại tự động hóa nghề nấm, kết hợp du lịch trải nghiệm của nhóm tác giả Lê Trọng Thiện, Nguyễn Hoàn, huyện Đông Sơn, đã xuất sắc giành giải nhất. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, dây chuyền tự động hóa, quy trình trồng nấm đã được nhóm tác giả phát triển đưa ra thị trường, bước đầu đã thành công. Tháng 8 năm 2018, Thiện và Hoàn quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thiết bị công nghiệp Việt để sản xuất và cung cấp thiết bị và dây chuyền tự động trong trồng nấm. Bằng số tiền đầu tư ban đầu 1,2 tỷ đồng vay mượn từ gia đình, bạn bè, chỉ chưa đầy 2 năm, công ty đã ký được hơn 20 hợp đồng với các doanh nghiệp trên cả nước về sản xuất và chuyển giao dây chuyền tự động hóa trồng nấm. Với kết quả đạt được bước đầu, hiện nay Thiện và Hoàn đang nỗ lực tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Thông qua cuộc thi thì đó là một cái môi trường để cho các cái đoàn viên thanh niên, rồi với những cái ý tưởng còn sơ khai cho đến những cái ý tưởng đã bắt đầu thực hiện thì được có cơ hội được trình bày trước những cái ban giám khảo, những người cố vấn có kinh nghiệm, từ đó để rút được ra những cái bài học cho ý tưởng của chúng tôi và đồng thời là cũng có những cái bước đi, những cái con đường phát triển được rõ ràng hơn. Thì thông qua cuộc thi nó cũng là một cái nguồn động viên tinh thần cho các cái bạn đoàn viên thanh niên, không chỉ riêng chúng tôi mà những người đang có những cái ý tưởng hoặc là chuẩn bị thực hiện những cái ý tưởng của mình, có thêm một cái nguồn động lực, một cái sự cổ vũ động viên để tiếp tục thực hiện những cái ước mơ hoài bão của mình. Một trong những dự án trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ nhận được sự đánh giá rất cao từ ban giám khảo trong cuộc thi lần thứ 5. Đó là dự án H2Face, giải pháp giám sát thông minh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là phần mềm do tác giả Trần Văn Huy, đoàn trường Đại học Hồng Đức phát triển, sử dụng trí tuệ nhân tạo trên tập dữ liệu lớn. Hiện tại, ý tưởng đang trong giai đoạn thực hiện đã tiến hành demo sản phẩm. Kết quả demo sản phẩm nhận diện khuôn mặt với độ chính xác lên đến 99%. Trong thời gian tới, anh Huy sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để sớm có thể đưa vào sử dụng thực tế. Là đề án được giải nhì trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 5, tôi rất mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên luôn tự tin,
dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp. Có thể ban đầu chỉ là những ý tưởng, nhưng các bạn không nên bỏ cuộc và hãy biến nó thành những sản phẩm có ứng dụng vào thực tế. Và tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới có nhiều cuộc thi sân chơi bổ ích như thế này cho các bạn đoàn viên thanh niên. Chúc các bạn thành công. Bước ra từ cuộc thi, có nhiều đề án đã được thực hiện và bước đầu đạt được nhiều kết quả. Các dự án khởi nghiệp thành công không chỉ giúp cho các thanh niên dám nghĩ, dám làm, có cơ hội làm giàu chính đáng, tạo động lực để các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên kiên trì rèn luyện, phấn đấu học tập, nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Nam và Mai Xuân Quý, nhóm tác giả giành giải nhì cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2018 lần thứ 3. Anh Nam và anh Quý đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới để trồng rau, quả bằng các chế phẩm nông nghiệp tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Sau một năm đi vào sản xuất, hiện nay nông trại Ecofarm của hai anh đã có sản phẩm bán ra thị trường với nhiều loại quả như dưa hấu, dưa lưới, dưa chuột cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra nông trại còn trồng thêm các loại hoa theo thời vụ để bán. Qua tham gia cuộc thi của tỉnh đoàn Thanh Hóa thì nông trại Ecofarm đã tham gia và được tư vấn của bên ban giám khảo của cuộc thi của bên tỉnh đoàn Thanh Hóa, thì anh em đã rút ra cái kinh nghiệm về cái thực tiễn về cái kinh nghiệm để về nông trại để phát huy được cái kinh nghiệm của ban giám khảo và cái nắm bắt được cái ý kiến và hỗ trợ của ban giám khảo này anh về bên nông trại và anh em tập trung làm ra cái mô hình và nó đạt được kết quả nhất định trong cái năm 2020 hôm nay. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6 tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên và sinh viên. Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, cuộc thi đã thu hút được hơn 200 ý tưởng đề án khởi nghiệp đến từ các cơ sở đoàn trong tỉnh ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong đó có nhiều ý tưởng được ban giám khảo đánh giá cao. Trên cơ sở 3 tiêu chí về tính sáng tạo, tính khả thi và khả năng trình bày đề án, trải qua vòng sơ khảo, căn cứ vào từng lĩnh vực, ban tổ chức lựa chọn 15 ý tưởng có tính khả thi cao vào vòng 2, đồng thời thành lập hội đồng tư vấn cho các thí sinh phương pháp, cách thức xây dựng, đề án khởi nghiệp để tiếp tục lựa chọn 10 ý tưởng của 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Đây là những thí sinh đại diện cho tinh thần khởi nghiệp, sự năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa. Đối với cái cuộc thi khởi nghiệp trong phong trào thanh niên thì tôi đánh giá đây là một cái cuộc thi hết sức là ý nghĩa đối với lại thanh niên, bởi vì nó là một cái phong trào lan tỏa để thanh niên làm sao đó định hình, định hướng cho tương lai một cách nó là rất rõ ràng. Xây dựng kinh tế bằng cái hình thức là lập thân, lập nghiệp, trong đó có vấn đề là khởi sự doanh nghiệp. Đại diện cho ban giám khảo cũng đã được tham gia rất là nhiều cái kỳ thi, thì tôi cũng đánh giá các huyện đoàn của các đoàn trong tỉnh thì cũng đã phát động phong trào một cách rất là mạnh mẽ. Nhưng mà tôi cũng mong rằng là làm sao đó cái phong trào này nó phải lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì qua rà soát hồ sơ thì có lẽ là Thanh Hóa chúng ta là có 27 huyện thị. Thế nhưng mà cái phong trào để đến được từng các huyện thị thì nó vẫn chưa thực sự là nhiều. Qua mỗi từng lần thì chúng tôi cũng có những cái nhận xét đánh giá là các em của những cái lần thi sau thì cũng có những cái tiến bộ hơn trong cái quá trình lập dự án cũng như cái tư duy về những cái khởi nghiệp, những cái định hướng mới của mình. Và với cái mục đích làm sao để cho các em đoàn viên thanh niên hoặc là những cái người quan tâm đến khởi nghiệp sẽ thấy rõ được cái ý nghĩa vai trò của cái cuộc thi này, để mong sao được cùng với phong trào khởi nghiệp trong cả nước, phong trào khởi nghiệp quốc gia thì chúng ta có được nhiều cái ý tưởng khởi nghiệp nó mang lại cái hiệu quả cao hơn nữa trong cái việc phát triển doanh nghiệp cũng như là phát triển kinh tế trong cái thời gian tới. Có thể thấy, hoạt động khởi nghiệp, phong trào thi đua sáng tạo, làm giàu của tuổi trẻ xứ Thanh đang ngày càng trở nên rộng khắp. Đó là những tín hiệu vui của tuổi trẻ trong việc phát huy khả năng sáng tạo, trí tuệ để từng bước khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày một phát triển mạnh giàu.